Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng có cái dịp về Sài Gòn, quận 8 để giao lưu với chỗ anh Đạt đó quý cô chú. Thì anh Đạt sưu tầm được những cái phôi mai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú. Thì mình mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Đạt quận 8 nhé. Rồi xin chào anh Đạt ơi. Rồi chào anh Thuận, anh Thuận. Dạ hôm nay cũng nghe anh tiếp tục giới thiệu với quý cô chú những cái phôi mai đẹp anh sưu tầm được đó. Mời anh Đạt chào cô chú anh Đạt ơi. Chào cô chú, chị em gần xa chị cả nước. Nay em có về khoảng mười mấy phôi mai nhỏ đế đẹp, mong cô chú anh chị em ủng hộ em. Rồi rất cảm ơn anh Đạt ha. Rồi bây giờ mình giới thiệu luôn quý cô chú luôn anh Đạt ơi. Rồi đây là phôi số 1 ha. Đây mình để mã số A1 nha cô chú anh chị. Rồi mã số là A1 nha quý cô chú. Đây anh Đạt quay vòng chú ý cô chú hình dung nè, để rất quái nha cô chú. Đây cái bộ cái phôi A1, đây có cái bộ đế nơm ha, đế nơm rất quái nha. Kính thích nha cô chú anh chị. Đây quý cô chú xem bộ đế nha, đế này đế thiên nhiên nha cô chú anh chị, tự nhiên ha. Dạ. Thì cũng thông báo với quý cô chú là cái chỗ anh Đạt quận 8 giao lưu là cái nguồn gốc cây là ở Vĩnh Long ha. Nguồn gốc cây là ở Vĩnh Long hết nha cô chú anh chị em. Vườn em là ở 42 An Dương, phường 16, quận 8 nha cô chú anh chị. Quý cô chú mà có cái vị trí gần thì cứ giao lưu, tới giao lưu trực tiếp nha. Đó, cây anh Đạt là bao sống khỏe anh Đạt ha. Bao sống khỏe. Cho quý cô chú dễ giao lưu. Rồi lấy thông tin luôn nào ơi. Đây. Rồi, vị trí này bao nhiêu báo luôn. 20 nha cô chú anh chị em. Rồi, 20 quý cô chú ơi. Đây mã số A1 này em giao lưu là giá 1.1 triệu nha cô chú anh chị em. Rồi. Cây số A1 là giá 1.1 triệu đó. Chiều rồi. Cao 50 nha cô chú anh chị em. Chiều cao 50. Bầu nó là 106 nha cô chú anh chị em. Rồi, 106 đường kính luôn. Quý cô chú hao hao nè. Chiều dài của bầu là 110 nha cô chú anh chị. Ủa. Chiều dài là 39 nha cô chú anh chị. 39 ha. Đó. Bề ngang là 36 nha cô chú anh chị. 36. Đó, cho quý cô chú hình dung nha. Rồi, cây số nha. A1 là 1.1 triệu ha. Dạ. Đó, ship toàn quốc hay sao ta? Ship toàn quốc hết. Ship toàn quốc luôn quý cô chú ơi. Đó thì quý cô chú trong quá trình xem thì mà thấy mà thích cái cây nào thì cứ alo liên lạc cho anh Đạt, anh sạc ship cho quý cô chú nha. Rồi, mở Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Đây là phôi số 2 luôn nha cô chú anh chị em. Đây phôi số A2 ha. A2. Đây quý cô chú xem. Mini để bạn nha cô chú anh chị em. Mini để bàn rất là đẹp luôn. Đó, mình thấy là bộ đế nơm nè. Rồi thân em nó cũng có những cái đếm xù nha quý cô chú. Đó, cũng sừ sừ lên đó. Cây này già cây lắm nha cô chú. Già cây luôn á. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Cây em nó rất là gọn. Dán quyền hay gì. Rồi vị trí này như 13 nha cô chú anh chị em. 13 ha. Rồi, lấy thêm luôn. 90 nha cô chú anh chị em. 90. Rồi. 90. Cơ bản cho quý cô chú hình dung. Từ ngang 35 nha cô chú anh chị em. Ngang 35, chiều cao hao hao luôn. Đây dốc đọt là 11 nha cô chú anh chị em. Đọt 11. Chiều cao cái cần ấy của nó là 56 nha cô chú anh chị em. 56 ha. Từ bộ đế lên 56 nha. Đây quý cô chú xem lại cái bộ đế nè. Rất là quái luôn. Dễ quái nha cô chú anh chị em. Mini ha. Mini để bàn nha cô chú anh chị em. Rồi thông báo giá luôn anh Đạt ơi. A2 giao lưu giá 700 nha cô chú anh chị. A2 700 quý cô chú ơi. Ship toàn quốc ha. Đó. Thì mong quý cô chú xem thấy mà ưng cây nào thì cứ alo cho anh Đạt nha. Cây rất già cây nha cô chú anh chị. Cây rất là già. Đó, mong quý cô chú là ủng hộ nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Cây số 3 nha cô chú anh chị. Đây một cây số 3. A3 luôn nha cô chú anh chị. Cây phôi số A3 ha. A3. Đây, anh Đạt vừa quay vừa giới thiệu luôn anh Đạt ơi. Cây một cốt nha cô chú anh chị. Đây nó xù hết nha cô chú anh chị. Nó xù rễ xuống lên rồi. Tới đây luôn nha cô chú anh chị em. Đây. Em nó một cốt lên nha quý cô chú, rất là gọn cây luôn nè. Đây bộ đế đây. Rồi anh lấy thông tin đi. Cho quý cô chú hình dung nè. Em nó là một thân một cốt mà bộ rễ nơm rất đẹp luôn. Rồi, 28 nha cô chú anh chị. 28 ha. Đây. Chiều cao 57 nha cô chú anh chị em. Cao 57. Này cái bầu nó hột sòi nha cô chú anh chị em, dĩa hột sòi nha. Chiều dài 57 nha cô chú anh chị em. Dài 57, chiều ngang. Chiều ngang 42 nha cô chú anh chị em. 42. Đó.
rất là đẹp bộ đế luôn quý cô chú ơi. Bộ đế đẹp nha cô chú chị em. Ừ. Đi cô chú chị em. Đợt này anh đạt về những cái phôi mà có cái bộ đế rất là đẹp ha. Ừ, cho quý cô chú giao lưu. Mã số A3 này em giao lưu giá 1.6 triệu nha cô chú chị em. Giá 1.6 triệu ha. Bao ship toàn quốc nha cô chú chị em. Ship toàn quốc cho quý cô chú. Đó. Rất là đẹp cây luôn, khéo cây luôn quý cô chú ơi. Nha cô chú chị em. Đó, quý cô chú thích thì cứ alo nha. Đây. Cái cây nó nhỏ nhỏ bộ đế là đẹp nha cô chú chị em. Mình về bonsai để bàn rất đẹp nha quý cô chú. Chú chị em coi nghiên cứu kỹ kỹ giùm em nha. Thôi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đặng ơi. Đây là cây số số 4 ha. Cây mã số A4 nha cô chú chị em. Rồi, anh quen vòng lên Đặng. Cây là dáng thú luôn nha cô chú chị em. Đây dáng em nữa đó. Quý cô chú xem nha. Cẳng chân có đầy đủ nha cô chú chị em. Cái đuôi thả dài xuống luôn nha. Dáng hình một con thú ha, nó giọng lắc đẹp nha cô chú chị em. Nó lắc lên đó, tổng thể đây đế này còn xuống nữa nha cô chú chị em. Mèo còn mồi xuống nữa không dám mồi ha. Rồi anh để nó lấy thông tin cho quý cô chú hình dung nè đó. Đế cũng rất là khéo ha. 17 nha cô chú chị em. Rồi vị trí này 17 ha. Rồi thêm luôn nè, chiều cao nó là 64 nha cô chú chị em. Cao 64. Bầu nó là 92 nha cô chú anh chị em. Rồi. Tổng là 92. Chiều ngang. Chiều ngang 33 nha cô chú anh chị em. Đây quý cô chú xem lại cái bộ đế nè. Rất là đẹp luôn. Cây mã số A4 này em giao lưu giá là 800 nha cô chú anh chị em. A4 là 800 ha. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn, rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Ở trong quá trình xem thì quý cô chú thích thì cứ alo nha. Cái già già đế quá không nha cô chú. Cái cây này anh đạt tuyển lựa những cái bộ đế rất là đẹp làm bonsai, quý cô chú giao lưu nha. Rồi mời anh đạt giới thiệu cây tiếp theo luôn. Cây mã số A5 nha cô chú chị em. Rồi cây số A5 cho quý cô chú nè. Đây bộ đế đây. Anh quay nhẹ vòng lên đụng dáng ấy cái lượn lên cô chú. Cũng hình giáng thú ha. Giáng thú không? Đó. Đợt này sưu tầm những cái phôi giáng mini ở thú để bàn cho quý cô chú hình dung ha, xem nha. Rồi quay qua luôn Đạt ơi. Đây dáng tổng thể đây quý cô chú. Rồi để đó lấy thông tin luôn Đạt ơi. Lấy những vị trí cơ bản cho quý cô chú hình dung nè. 20 nha cô chú anh chị em. Rồi vị trí này 20. 83 nha cô chú anh chị em. 83 tổng đế. Ngang 30 nha cô chú anh chị em. Rồi chiều ngang 30. Quý cô chú hình dung nha. Chiều cao 90 nha cô chú anh chị em. Chiều cao khoảng 90. Cao 90. Rồi anh Đạt quay vòng giao lưu luôn Đạt ơi. Cây A5 này em giao lưu giá 800k nha cô chú anh chị em. Rồi A5 800k luôn ha. Ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc hết nha cô chú. Quý cô chú cứ thông thả xem thích cái em nào thì cứ alo liên Đạt cho anh Đạt ha. Cây sẽ ship tận nhà cho quý cô chú. Rồi anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây là cây số 6 nha, mang mã số A6 thôi. A6 quý cô chú ơi. Đây anh quay vòng đi. Những cái bộ đế nơm khéo mini bonsai cho quý cô chú giao lưu nha. Đây tổng thể đi quý cô chú ơi. Dáng của em nó. Mình thấy cái thân nó cũng có những cái dấu nu nha quý cô chú. Nu lên đều lên ha. Rất là cây này già lắm rồi, trên 30 năm không nha cô chú anh chị em. Già cây rồi ha. Rồi anh đã lấy cái thông số đi cho quý cô chú hình dung nè. Những cái cây này mình về mình để bonsai để bàn rất đẹp luôn quý cô chú ơi. Rồi 22 nha cô chú anh chị em. Rồi vị trí đó 22 cho quý cô chú hình dung nha. Rồi. Tổng đế. Từ từ đo, từ từ không thả đo. Tổng đế nó 115 nha cô chú anh chị em. 115 ha. Rồi đo cái chiều cao hao hao luôn. Chiều cao nó 73 nha cô chú anh chị em. 73. Rồi đo cái đường kính ngang luôn, quý cô chú hình dung luôn nè. Về vô cái chậu nó vừa chơi. Chiều ngang 40 nha cô chú anh chị em. Chiều ngang 40 ha. Đây là cái bộ đế quý cô chú hình dung nè. Mình chơi chậu 40 cũng được, chậu 30 gì cũng được, mình gịch mấy rễ vô cô chú anh chị em. Rồi. Tả bầu gịch. Rồi báo giá luôn A6 đạo. Này giao lưu giá 1 triệu cho cô chú anh chị em. Giá 1 triệu cái A6 quý cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị em. Mong quý cô chú xem ưng em nào thì cứ alo cho anh Đạt nha quý cô chú ơi.
Rồi mời anh Đặng giới thiệu cây tiếp theo luôn Đặng ơi. Đây là cây mã số A7 nha cô chú chị em. A7 ha. Ồ, dáng em nó rất là quái quý cô chú ơi. A7. Dáng rồi, quái anh... nha cô chú chị em. Anh quay vòng đi. Đây quý cô chú ơi, rất là đẹp cây luôn. Này dây chọn hộp sồi nha cô chú chị. Đó, tổng thể em nó nha. Dáng rất độc nha cô chú. Đây từ trên dưới quý cô chú ơi, có những cái dấu nù ở trên nè. Đó, cho quý cô chú. Dạ cây lắm nha cô chú chị em. Đây cái thân của nó đây. Rồi quay luôn, quay luôn. Đây đế thả xuống nha cô chú chị em. Cái cây này khó kiếm nha cô chú chị em. Rất là độc lạ cái dáng luôn quý cô chú ơi. Rồi lấy thông tin luôn Đặng ơi. Cái giá em nó nè. Cô chú xem lại nha. Rất là độc luôn. Dưới này là 19 nha cô chú anh chị em. Rồi 19 ha. Rồi đo thêm luôn Đặng ơi. Ở trên đây là 16 nha cô chú anh chị em. 16. Cách cái rễ bên đây nha cô chú anh chị em. Rồi. Tổng bầu nó là 113 nha cô chú anh chị em. 113. Này vô chậu hột xoài nha cô chú anh chị em. Rồi. Đó. Cô anh á. Đo cho quý cô chú hình dung. Ngang 27 nha cô chú anh chị em. Rồi, ngang 27. Chiều cao 73 nha cô chú anh chị em. Cao 73. Đó. Đây từ từ cho quý cô chú xem là cái bộ đế này. Rất là quái luôn. A7 này em giao lưu giá 900 nha cô chú anh chị em. Rồi, chính giá 900k ha. Đây ship toàn quốc luôn anh Đạt ơi. Ship toàn quốc nha cô chú anh chị em. Đó, mình thấy cây này là rất đáng để quan tâm nha quý cô chú. Rất quái nha cô chú. Ừ. Để quý cô chú thích thì alo liền cho anh Đạt nha. Cây này rất là khéo cây nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Cây mã số A8 nha cô chú anh chị em. Đây quý cô chú xem. Cây rất quái luôn nha. Cũng là một cái bonsai ha. Dáng thú luôn. Mini dáng thú mà nó để nó nôm quý cô chú ơi. Thì cô chú anh chị em coi thì tự tự nghiên cứu ra dáng gì. Đây, dáng rất là độc luôn, không mình không cũng không biết là nó như thế nào luôn, nó nôm lên ha. Nôm rồi nha cô chú anh chị em. Đó. Dáng tự nhiên nha quý cô chú. Có rộng lắc hình chữ C lên luôn nha cô chú anh chị em. Thân nó lắc lượn lên nè. Thân lắc đẹp. Đặc biệt là cái thân nó có những cái dấu nu. Rồi anh lấy thông tin luôn Đạt ơi, quý cô chú hình dung nè. Cây nha, có những cái lằn gân cô chú. Gân nổi gân lên ha. Già cây dữ lắm nha cô chú. Về để chậu bonsai, để bàn rất đẹp luôn. Đây 18 nha cô chú chị em. Rồi, vị trí 18. Cái này cũng hộp xoài chứ đâu. 99 nha cô chú chị em. 99 tổng hết ha. Rồi chiều ngang. Ngang 31 nha cô chú chị em. 31 đường kính bầu 31. À, chiều dài nó đưa cho chiều dài cho cô chú chị em. Dễ hình dung. 41 nha cô chú chị em. 41. Rồi. Chiều cao hao hao luôn. Cao 79 nha cô chú chị em. 79 ha. Cây này rất lắc rất đẹp nha cô chú chị em. Khéo cây luôn á. Nhậu đế già nữa. Này, tổng thể là quý cô chú xem nè. Đó, dáng em nó lắc lượn lên ha. Mà nó có giống như nó có cái đường gân nha quý cô chú. Có cái gân lên. Thân nó. Rồi giao lưu luôn anh Đạt ơi. A8 này em giao lưu giá 1 triệu nha cô chú chị. Dạ 1 triệu quý cô chú ơi. Số A8. Quý cô chú thích thì cứ alo liền nha. Đế nơm rất đẹp nha cô chú chị. Rất là đẹp cây luôn quý cô chú ơi. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây là cây có mã số A9 nha cô chú chị. Đây A9. Rồi anh quay vòng đi. Rồi dáng em nó rất là quái luôn quý cô chú ơi. Nhìn tới quái. Cái dáng này tự nhiên nha quý cô chú, không có sắp đặt gì hết nha. Cái này mình đào tự nhiên đó. Đào tự nhiên ở vườn đó. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Này ai muốn về túm lại làm đế sổ chơi vô mấy chậu nho nhỏ cũng đẹp nha cô chú anh chị. Bonsai ha. Rồi vị trí này nhiêu Đạt ơi? 21 nha cô chú anh chị. 21. Rồi. 21. Chiều cao 28 nha cô chú anh chị. Cao hao hao 28. Đế luôn. Rất là gọn cây ha. 53 nha cô chú anh chị em. Rồi, đây cô chú anh chị em về túm rễ lại chơi cũng đẹp. Đường kính luôn. 27 nha cô chú anh chị em. 27 ha. Rất là khéo luôn quý cô chú ơi. A9 này em giao lưu giá 700 nha cô chú anh chị. Rồi, A9 700k quý cô chú ơi. Ship toàn quốc luôn anh Đạt ơi. Ship toàn quốc luôn. Đó, quý cô chú xem thích em nào thì cứ alo anh Đạt liền. Anh Đạt sẽ ship cây tới nhà cho quý cô chú. Cái thân nó dặn rễ nó dặn lên đẹp. Rất là khéo cây ha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Cây mã số A10 nha cô chú anh chị em. Rồi A10 quý cô chú ơi. Đây. Bộ đế cũng rất là quái đây. Đế quái nha cô chú anh chị em. Đây anh quay vòng lên nè. Nhỏ 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 mini không nha cô chú anh chị em. Đó, dáng mini bonsai để bàn quý cô chú ơi. Giá cũng rất là hữu nghị quý cô chú giao lưu. Tay cành bên trên cũng đầy đủ ha. Tay cành đầy đủ. Ừ. Này mình để cao vậy về cô chú anh chị em nào muốn
theo cái ý của mình ha. Theo ý cắt nha cô chú anh chị em. Cái này cũng có cái gọng lắc lên nha cô chú anh chị em. Có cái dán lên ha. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Dán em nó cũng rất quái. 11 nha cô chú anh chị em. Vị trí này 11 ha. 11. Rồi. Tám mươi bốn nha cô chú anh chị em. Rồi 84 tổng đế chiều ngang luôn. 30 nha cô chú anh chị em. 30 đường kính bầu chiều cao hao hao luôn. Chiều cao 94 nha cô chú anh chị em. Rồi quý cô chú xem nè, tay cạnh bên trên ha đầy đủ, dưới là bộ đế rất quái. Chế quái về mình sắp lại mình chơi bộ đế đẹp lắm nha cô chú anh chị em. A10 này em giao lưu giá 500k nha cô chú anh chị. 500k cái A10 ha. Rồi ship toàn quốc luôn ha Đạt. Ship toàn quốc. Đó, quý cô chú cứ thông thả xem, thích em nào thì cứ alo cho anh Đạt nha. Về lô mini qua quái không nha cô chú anh chị. Rất hữu nghị luôn quý cô chú ơi. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Đây là cây A11 luôn nha cô chú anh chị em. Cây A11 ha. Rồi quay dáng cũng đẹp nha cô chú anh chị em. Quay một vòng quý cô chú nè. Đó, quý cô chú xem. Gọng lắc nghiêng rồi. Đó, những cái dáng cây rất là tự nhiên nha. Cây thiên nhiên không nha cô chú anh chị em. Rất là đẹp luôn. Không có ai mà chỉnh sửa nó hết. Về mình có một cái chậu mình vô ha, chơi bonsai. Rất là đẹp mini. Mini rất đẹp nha cô chú. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Người đo đâu trời. Rồi đo vị trí đó đi. Cái này 17 nha cô chú anh chị em. 17 ha. Rồi từ từ rồi. 17. Rồi vị trí đó 17. Nếu mà đo hết mày thì rồi tổng hết coi. 23 nha cô chú anh chị em. Hình dung 23 ha. 23. Cái này cũng dáng hơi siêu siêu mà lắc lắc. Rồi cô chú anh chị em coi cảm nhận. Chiều cao 71 nha cô chú anh chị em. 71 ha. Tổng bầu nó 72 nha cô chú anh chị em. Rồi 72. Bề ngang 32 nha cô chú anh chị em. Đường kính bầu 32 ha. Cây đỉnh khéo luôn. 11 nha cô chú anh chị em. Rồi 11 đó. Em quay nhẹ nhẹ vòng đi. Quý cô chú hình dung nè, rồi báo giá luôn. A11 em vô lưu giá 1 triệu mốt. Ủa 1 triệu nha cô chú anh chị em. 1 triệu 11 ha. 11, 1 triệu nha. 1 triệu ha. A11 nha. Rồi, ship toàn quốc luôn cho quý cô chú. Đó, quý cô chú cứ thông thả xem. Cứ thích em nào thì cứ alo cho anh Đạt liền nha quý cô chú. Đó, cây sẽ ship tận nhà. Quý cô chú cứ về vô chậu và chơi thôi ha. Cô chú cứ alo, việc ship để em. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây là cây A12 nha cô chú anh chị em. Một cây A12 quý cô chú ơi. Có bộ đế là đế nơm nha cô chú anh chị em. Đế rất khéo luôn quý cô đặt chú thông kẹo đều xem hết ha. Nha cô chú anh chị em. Rồi quay nhẹ nhẹ lên Đạt. Về mình nuôi lại cũng hàng tương lai nha cô chú anh chị em. Rất là khéo cây luôn. Đây tổng thể quý cô chú ơi. Đó, tổng thể dáng của em đó nha. Đế quái không cô chú anh chị em nào muốn mua nguyên lô thì cứ liên lạc với anh Đạt ha. Dạ dạ. Số điện thoại em là 0974131278 nha cô chú anh chị. Rồi, cũng là số Zalo luôn. Đó, quý cô chú cứ nếu mà muốn mua cái số lượng lô thì cứ alo liên lạc cho anh Đạt nha. Số 14 nha cô chú anh chị em. Rồi, vị trí này 14 nha quý cô chú. 14 nha. Rồi. Cái rất là đẹp luôn, rất là khéo những cái bộ đế luôn quý cô chú. Dáng lắc lắc không nha cô chú anh chị. 71 chiều cao 71 nha cô chú anh chị. Chiều cao 71. Rồi, cái vị trí cơ bản ha. Tổng bầu 76 nha cô chú anh chị. Rồi. 31 nha cô chú anh chị em, bề ngang bầu. Bầu ha. Đường kính bầu 31. Cây lắc cây là rất đẹp nha cô chú anh chị. Khéo luôn. Lấy gọng rất đẹp, bộ đế đẹp nữa nha cô chú anh chị em. Cái hàng mini về là bộ đế này quá chuẩn nha cô chú anh chị. Rồi. A12 này em vô lưu giá 800 nha cô chú anh chị em. Ồ, giá 800k quý cô chú ơi. Ship toàn quốc luôn ha. Rồi, bao ship toàn quốc nha. Đó, mình thấy là cây này quý cô chú đáng quan tâm nha. Đó, giá rất là hữu nghị mà dáng rất là khéo. Thành phố nhà chung cư rồi chơi mấy cây vừa mấy ngày được rồi. Rất là tuyệt luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây là cây mã số A13 nha cô chú anh chị em. Đây A13 quý cô chú ơi, cũng là một cái mini bonsai mini ha. Mini dáng nơm rất là khéo luôn. Nơm. Đợt này anh Đạt về những cái lô mà mini nha quý cô chú. Đó, bonsai để bàn rất khéo. Quý cô chú cứ chọn một vài cây để chơi. Rồi anh Đạt lấy thông tin luôn cho quý cô chú hình dung nè. Giá thì rất là hữu nghị nha quý cô chú. 19 nha cô chú anh chị em. Đây từ từ để mình cho quý cô chú xem, đúng là 19 rồi. 19. Đó. Để giao lưu cùng quý cô chú. Chiều cao 51 nha cô chú anh chị em. Cao 51. Tổng bầu 96 nha cô chú anh chị em. Bầu 96 ha, đường kính luôn anh Đạt ơi.
kính nó 38 nha cô chú anh chị em. Đặt quay nhẹ lên vòng đi. Đó, mình thấy bộ đế này cũng rất khéo ha. Để về vô cái chậu nhỏ nhỏ bonsai để bàn chơi rất là tuyệt luôn. Rồi báo giá luôn Đạt ơi. 23 giá 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cây này 1 triệu ha. Dạ. Bao ship toàn quốc nha cô chú. Ship toàn quốc đó quý cô chú ơi. Cứ alo anh Đạt thì anh Đạt sẽ ship cây tới nhà cho quý cô chú. Đó. Rất là tuyệt luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn anh Đạt ơi. A14 nha cô chú anh chị em. Cây A14. Ồ cái dáng này cũng rất là khéo nha quý cô chú. Đây anh quay một vòng đi cho quý cô chú hình dung nè. Dáng thú luôn nha cô chú anh chị em. Rất là khéo cây luôn nè. Đó. Đây tổng thể quý cô chú ơi. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Thì ai có vườn lớn lớn sưu tầm nguyên bộ thì về là đẹp luôn. Về để rất là đẹp luôn á. 20 nha cô chú anh chị em. Rồi vị trí này 20 quý cô chú ơi. 20 nha. Thân em nó cũng có những cái dấu nâu nha quý cô chú. Tổng bầu là 87 nha cô chú anh chị em. 87, bầu 87 ha. Đường kính luôn. Kính ngang là 38 nha cô chú anh chị em. 38. Hào hào chiều cao. Chiều cao 94 nha cô chú anh chị em. Đó, những vị trí cơ bản để quý cô chú hình dung. Về mua cái chậu bonsai nhỏ nhỏ để vô là chơi rất là tuyệt luôn. Nó đẹp mà về đây có cái đuôi nữa. Rất khéo cây. Thì rất khéo nha cô chú anh chị em. Rồi báo giá giao lưu luôn Đạt ơi. Rồi cái cây A14 này em giao lưu giá 1 triệu mốt nha cô chú anh chị em. A14 1 triệu mốt quý cô chú ơi. Quý cô chú trong quá trình xem thích thì cứ alo để anh Đạt ship cây cho quý cô chú nha. Đợt này giao lưu những cái bonsai mini để bàn giá rất là hữu nghị, mong quý cô chú ủng hộ nha. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây là số A15 nha cô chú anh chị em. A15 quý cô chú ơi. Đây một cái bộ đế nơm tiếp theo luôn quý cô chú ơi. Đế nơm xong. Rất là tuyệt luôn. Lô này là nếu mà quý cô chú sưu tầm được một vài cây ha, để ở nhà làm những cái chậu dĩa mini bonsai rất là đẹp luôn. Giá thì rất là hữu nghị, vài trăm ca. Đó, chơi ở những cái không gian nhỏ rất là tuyệt luôn. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Rồi vị trí này nhiêu cho 15 nha cô chú anh chị em. Rồi 15 quý cô chú ơi. Đó. Chiều cao 68 nha cô chú anh chị em. Cao 68. Tổng đế nó là 75 nha cô chú anh chị em. Rất là cơ bản, những cái vị trí rất cơ bản để quý cô chú hình dung nha. Đường kính bầu luôn. Kính bầu 30 nha cô chú anh chị em. Rồi đường kính bầu là 30 nè, quý cô chú xem là cái bộ đế đó nè. Đó, rất là khéo cây luôn. Rồi báo giá giao lưu luôn. 15 này em giao lưu giá 700 nha cô chú anh chị. Ồ, 700k luôn ha. Ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đó, quý cô chú cứ thông thả xem. Đó, thích thì chọn một vài cây về để mà mình để bàn. Đó, chơi mini bonsai rất là tuyệt luôn. Mini là nguồn gốc Vĩnh Long hết nha cô chú anh chị. Cây Vĩnh Long ha. Cây Vĩnh Long bao sống khỏe nha cô chú anh chị. Bao sống cho quý cô chú yên tâm mà giao lưu nha. Đó. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Cây A16 luôn nha cô chú anh chị em. Đây cây A16. Anh quay một vòng đi. Đây em nó có cái bộ đế đây quý cô chú ơi. Đế xuống nữa có nữa nha cô chú anh chị. Vừa bầu bự nha cô chú anh chị em. Rất là tuyệt bộ đế luôn. Để xuống dưới rồi còn nữa nha cô chú anh chị em. Còn nằm cái lớp ở dưới nữa ha. Dạ, còn nằm lớp dưới này. Đây tổng thể quý cô chú ơi. Đế rồi. Gần cả gan nha cô chú anh chị em. Này xuống dưới môi là còn đóng rễ dưới nữa. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Bộ đế cũng tương đối là khéo nha quý cô chú. Rồi quay qua cho quý cô chú luôn. 20 nha cô chú anh chị. 20 ha. Rồi. Rồi tổng cái đế 91 nha cô chú anh chị. 91. Thông tin về là tại cái bầu mình ấy mình bứng bự bự chút 41 cho nó khỏe cây. Đường kính bầu 41 ha. Kính bầu 41. Rồi cao nhiêu báo luôn. Cao 89 nha cô chú. Cao 89 hao hao luôn quý cô chú ơi. Đây bộ đế nè. Đế xuống dưới đế còn nữa nha cô chú anh chị em. Đế nhiều lắm. Về quý cô chú làm lại là rất là đẹp cây luôn đó. Tùy theo sở thích mỗi người làm theo sơ. Rồi báo giá luôn Đạt ơi. 16 này em giao lưu giá 700 nha cô chú anh chị. Ồ 16 700 ha. 700. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Toàn quốc luôn. Lô này ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Anh chị em chỉ cần alo có cây tới nhà nha cô chú anh chị. Rất là tuyệt luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. Đây mã số A17 nha cô chú anh chị. Ồ A17 em nó có một cái dáng rất là quái đi quý cô chú ơi. Đây. Đó.
quý cô chú hình dung nha, thông thả xem nha, em cháu thì cố gắng ghi hình cho rõ. Rất là quái cây luôn quý cô chú ơi. Đây bộ đế nè, đây tổng thể đây quý cô chú ơi, thân rộng lắc lên nha cô chú. Lắc lên đó, bên trên cũng chừa chi cành. Rồi anh lấy thông tin cho quý cô chú hình dung nè, 21 nha cô chú anh chị em. Vị trí này 21 nha quý cô chú. Bộ đế rất quái luôn quý cô chú ơi. Tổng đế là 94 nha cô chú anh chị em. Rồi tổng 94. Đó, những cái thông tin cơ bản đi. Đường kính, đường kính là 36 nha cô chú anh chị em. Kính bầu 36, chiều cao hao hao luôn nè. Chiều cao là 108 nha cô chú anh chị em. 108. Nó có rộng lắc rất đẹp nha cô chú anh chị em. Lắc lên. Bộ đế đẹp nữa. Đế rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Thiên nhiên tạo quá, nhìn nó đẹp đẹp. Lô này anh Đạt về rất là khéo cây ha. Rồi báo giá giao lưu luôn. A17 này giao lưu giá 1,2 triệu nha cô chú chị. 1,2 triệu A17 quý cô chú ơi. Đó, quý cô chú thêm mà hợp nhãn em nào thì cứ alo liên lạc anh Đạt liền nha. Đó, cây sẽ ship tận nhà cho quý cô chú. Chỉ cần chuẩn bị cái chậu dĩa là về chơi liền. Lên chậu chơi liền. Bảo ship toàn quốc hết nha cô chú. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. A18 luôn nha cô chú chị em. A18. Ồ cũng có một cái bộ đế nôm rất là quái luôn quý cô chú ơi. Đây rất là khéo cây luôn. Đó, đợt này anh Đạt về những cái lô mà bonsai mini có những cái bộ đế nôm rất là tự nhiên. Đó. Giới thiệu cho quý cô chú cùng giao lưu. Bên trên thì chi cành cũng đầy đủ nha. Rồi anh Đạt để đó lấy thông tin cho quý cô chú đi. Đây. Để quái quái không nha cô chú anh chị em. 15. Rồi vị trí đó 15 đi ha. Đó. 73, tổng bầu 73 nha cô chú anh chị em. 13 luôn quý cô chú ơi. 73. Đường kính bầu luôn Đạt ơi. 29 nha cô chú anh chị em. 29 đường kính. Chiều cao hao hao luôn. Còn là lô này về rộng lắc 88 nha cô chú anh chị em. Rồi, 88. Anh quay nhẹ vòng đi. Rộng lắc. Đó, bộ đế rất là đẹp luôn. A18 này em giao lưu giá 700 luôn nha cô chú anh chị. Ồ giá 700k quý cô chú ơi. Ship toàn quốc cho quý cô chú. Đó, ship toàn quốc. Chỉ cần là thích cây nào thì cứ alo nha quý cô chú ơi. Cây thì anh Đạt có nhiệm vụ sẽ ship cho quý cô chú về chơi. Rất là tuyệt luôn. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Đây là cây A19 nha cô chú. A19 cũng có một cái bộ đế nôm rất là quái luôn quý cô chú ơi. Kính mít luôn nha cô chú. Đây anh quay nhẹ nhẹ ăn vòng đi quý cô chú ơi. Rất là tuyệt bộ đế luôn quý cô chú ơi. Đây tổng thể thần của em đó đây. Cũng có dán quyền, dán quyền. Đó, nó hơi siêu qua ha. Siêu qua. Đây. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Để kính mít luôn nha cô chú anh chị em. Đều hết bốn mặt luôn. 19 rồi. Nha cô chú anh chị em. Rồi vị trí này 19 quý cô chú ơi. Bộ đế luôn. 108 nha cô chú anh chị em. Rồi 108. Đừng kính bầu luôn Đạt ơi. Những cái bộ đế nôm rất là khéo luôn. 38 nha cô chú anh chị em. 38 đường kính bầu ha. Rồi chiều cao hao hao luôn Đạt. Chiều cao 66 nha cô chú anh chị em. Đây quý cô chú xem là cái bộ đế của em đó nè, rất là tuyệt luôn. Rồi báo giá giao lưu luôn Đạt ơi. A19 này em giao lưu giá 1,2 triệu nha cô chú anh chị em. 1,2 triệu A19 ha. Ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Toàn quốc luôn, bộ đế đẹp luôn nha cô chú anh chị em. Những cái cây này mà quý cô chú bỏ qua cũng rất là tiếc nha. Giá thì rất là hữu nghị mà dáng rất là quái. Sưu tầm một vài cây để mình chơi rất là tuyệt vời luôn quý cô chú ơi. Thân đẹp, đế đẹp nha cô chú anh chị em. Rồi mời Đạt giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. A20 nha cô chú anh chị em. Ồ cây A20 cũng một cái dáng rất là quái luôn quý cô chú ơi. Đế dẫn quay một vòng luôn Đạt ơi. Quái chiêu thiệt chứ. Những cái cây anh sưu tầm về là giao lưu với quý cô chú. Có một những cái dáng rất là độc. Đó, quý cô chú hình dung ha. Đây tổng thể đây quý cô chú ơi. Đó. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Về vô những cái chậu dĩa nhỏ chơi rất là tuyệt luôn. Hơn 14 nha cô chú anh chị em. 14 ha. 14 này chơi mấy chậu mini giờ đẹp lắm nha cô chú anh chị. 59. Rồi. 23 nha cô chú anh chị em. Đó, 23, những vị trí cơ bản để quý cô chú hình dung. Chiều cao 107 nha cô chú anh chị em. 107, đây. A20 này em giao lưu giá 500k nha cô chú anh chị em. Ồ, 500k ha. A20 quý cô chú.
Đó, quý cô chú cứ thông thả xem, thích em nào thì cứ alo cho anh Đạt. Ừ, những cái cây rất là độc lạ, giao lưu cùng quý cô chú nha. Thì bao sống của ao khỏe nha cô chú chị. Ừ, quý cô chú cứ yên tâm mà giao lưu. Cây là nguồn gốc Vĩnh Long nha quý cô chú. Rồi, giới thiệu cây tiếp theo luôn Đạt ơi. 21 nha cô chú chị em. Ê, 21 cũng tiếp theo một cái bộ đế nơm rất độc lạ quý cô chú ơi. Đó, anh quay một vòng cho quý cô chú hình dung nè. Này cô chú anh chị em về túm lại đẹp lắm nha cô chú anh chị em. Rất là khéo luôn á. Cho nơm đứng lên đẹp lắm. Rồi, lấy thông tin luôn cho quý cô chú hình dung nè. Những cái cây này giá rất là hữu nghị, về chơi bonsai mini để bàn luôn. 15 nha cô chú anh chị em. Vị trí này 15 ha. 15. Đây, cho quý cô chú xem. 15. Rồi, 15. Chiều cao lên 39 nha cô chú anh chị em. Chiều cao 39. Tổng đế. Tổng đế 108 nha cô chú anh chị em. Rồi, 108 đường kính luôn anh Đạt ơi, để cho quý cô chú về chuẩn bị cái chậu để mình chơi nè. Bề ngang 40 nha cô chú anh chị em. Rồi, 40 đó. Mình chọn cái chậu dừa với nó mình về chơi rất là tuyệt luôn. Thì túm lại mình túm rễ là mình chơi chậu 30 cũng được. Rất là khéo. A21 này giá em báo giá là 800 nha cô chú anh chị. Ồ, 800k A21 nha quý cô chú. Ship toàn quốc luôn đó. Quý cô chú cứ thông thả xem. Đó, yên tâm mà giao lưu, cứ alo cái cây nào mà mình ưng ý, đó, cây sẽ ship tận nhà cho quý cô chú luôn nha. Rồi vừa rồi anh em mình cũng đã giới thiệu cho quý cô chú những cái phôi mai đẹp của anh đó. Anh chào quý cô chú anh Đạt ơi. Chào cô chú anh chị em gần xa cả nước, mong cô chú anh chị em gần xa ủng hộ em những cái clip phôi mai mini quái này. Rồi, rất là cảm ơn anh Đạt đã sưu tầm giới thiệu ha. Đó, thì mong quý cô chú trong quá trình xem cứ thích cái cây nào thì cứ alo cho anh Đạt. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về chia sẻ những cái gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.